Xin kính chào tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã quay trở lại với Đồ Nhật Thanh Huyền. Hiện tại thì shop đang test một cái con nồi cơm các bác nhé, của hãng Tiger này. Mã là gì? JPB gạch ngang KS. Con này thì có chế độ nấu cơm cháy và shop đang nấu ở chế độ nấu cơm cháy nhé các bác. Đang ở chế độ ủ này. Giờ chúng ta sẽ mở ra để kiểm tra bên trong nhé. Wow, hơi rất là nhiều luôn. Ok, shop nấu ở chế độ nấu cơm cháy và chúng ta sẽ lật lên để nhìn xem cơm cháy của cái nồi này như thế nào nha. Các bác nhìn này, sau sẽ quay kỹ lại cho các bác nhìn. Độ cháy là cháy vàng ươm thế này rồi nha các bác. Đó, được cháy vàng này. Wow, hơi nóng nó bốc lên cả camera luôn. Ok, và nấu tầm khoảng 1 tiếng là xong cái nồi cơm này. Nồi thì là mâm, xin lỗi, nồi là son rất là dày, cấu tạo tận 9 lớp liền. Và nó là gần như son gang, son gốm ấy các bác. Có vân rất là đẹp đây. Đây là cháy của nồi cơm đây các bác. Đã nhìn cái màu sắc thế này chắc nhiều bác cũng thấy rằng là nó đã đạt yêu cầu của mình chưa ạ? Và cái con nồi này thì chỉ với 3.200.000 đồng mà chúng ta sở hữu ngay được một con nồi cơm có đa dạng các chức năng nấu, nào là nấu cơm ngon này, cơm cháy này, nấu nhanh, nấu xôi, nấu cháo. Đó, nấu gạo lứt. Cơm chín rất là dền nha các bác. Và chế độ cơm cháy. Cháy luôn này. Bác nào mà đã ưng cái hình thức của em này rồi, ưng cái chất lượng cơm của em này rồi thì hãy mau liên lạc với shop để Dinh em nói về nhá. Con nồi này thì sản xuất đời khá là cao, 2015. Lòng thì đẹp, không có tì vết gì luôn. Đó, nồi được tráng vân thế này các bác nhé. Đó, nồi vân, tráng vân nhé. Chứ không phải dòng nồi trơn kia đâu. Cái son nào mà lòng nồi nó trơn nguyên ấy thì nó không có xịn bằng cái dòng vân thế này các bác ạ. Mà nồi được bảo hành 6 tháng, hỗ trợ trọn đời sau bảo hành nha các bác. Đó, răng thì rất là ok rồi. Đồ Nhật Thanh Huyền thì có bán hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9, ngõ 114 đường Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Bác nào mà đã ưng em nó thì hãy mau chóng liên hệ với shop qua số điện thoại 0936 811 346 hoặc 0901 218 555. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của shop.